Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri cảnh báo, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tuyệt đối chú ý kẻo đen đủi triền miên. Nợ nần chồng chất chỉ vì 4 tháng đại xui xẻo này, biết sớm sẽ tránh họa đắc phúc, đổi đời cực giàu. Bên lề cuộc sống kẻ tha hương, lối rẽ là đâu cuối đoạn đường, lặng lẽ bao ngày xui bến nhớ, âm thầm những buổi ngược dòng thương, tình đen vội bỏ niềm say đắm, dấu bạc thời ôm nỗi chán trường, vị đắng mùi cay đời nếm trải, ưu phiền muốn giải lại càng vương. Kính thưa quý anh chị Bính Thìn thân mến, chấp nhận sự thất bại luôn là một điều khó khăn, chấp nhận rằng mình đã thua, chấp nhận rằng mình kém cỏi, chấp nhận rằng mình chủ quan không đủ kiến thức, hay chấp nhận rằng do mình lười biếng hành vi chểnh mảng, nhưng ít người dám thừa nhận sự thất bại của bản thân mình, thay vì đổ tại đời, đổ tại người, đổ tại số, trách vận mệnh thiên thời, oán ma xui quỷ khiến, hãy nhìn vào chính bản thân mình, đã đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn, đẩy cuộc đời ta vào những hoàn cảnh chông gai. Nhưng thực ra trên con đường làm lại, hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù bạn ở giai đoạn nào của cuộc đời, việc tự vấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thất bại mình đã có là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm nếu muốn thật sự thoát khỏi quá khứ, đột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai. Nên lắm lúc Bính Thìn cần gạt bỏ mọi yếu tố khách quan, hãy nhớ dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính bạn là người đã quyết định cuộc đời mình, sướng thì bạn hưởng, khổ nhục hay thất bại đừng đổ tại ai ngoài mình. Năm cũ cũng sắp qua đi, năm mới lại tới gần, còn 7 ngày nữa là kết thúc năm cũ. Minh Đường Tử Vi chỉ muốn nói rằng, chúc mừng Bính Thìn, trong thời gian qua những bước đi của bạn đã là những bước đi can trường và chăm chỉ. Điều độc đáo là bạn đã đi qua những khó khăn dọc đường một cách hiên ngang và mạnh mẽ. Cuộc sống Bính Thìn giống như một bài thi đại học đầy thách thức và không ai có thể thay thế bạn trong việc viết đáp án cho cuộc sống của mình. Mỗi câu hỏi đều đòi hỏi sự độc lập và nỗ lực, nhưng đồng thời mang đến cơ hội để bạn tỏa sáng. Trong cuộc sống này, bạn có thể gặp nhiều khó khăn, giống như những câu hỏi khó trong đề thi. Nhưng đừng phiền lòng khi bạn phải đối mặt với những thử thách một mình. Thậm chí khi bạn tìm kiếm sự giúp đỡ, có lẽ bạn chỉ nhận được sự lắc đầu từ những người xung quanh. Đôi khi, người ta chỉ phản ứng với cuộc sống theo cách riêng của họ. Thời điểm này có lẽ là một giai đoạn quan trọng để bạn nâng cao tầm nhìn về bản thân, không chỉ là về mặt tài chính, mà còn là về tâm thức, nhận thức, tâm linh, tư duy và nhân cách. Trong quá trình này, những điều không còn phù hợp sẽ tự động rời xa bạn. Đôi khi việc đánh mất một số mối quan hệ là để tạo cho bạn không gian cho sự phát triển và nâng tầm năng lượng tích cực. Hãy chấp nhận nếu có những sự rời bỏ trong cuộc sống của bạn. Điều này là cần thiết để bạn có được sự thuần khiết và tinh khiết hơn trong hành trình của mình. Những người và những điều không phù hợp sẽ được loại bỏ tự nhiên và đó là một phần quan trọng của sự gột rửa mệnh số. Tuy bạn có thể đang nghĩ về việc kiếm tiền ngay bây giờ, nhưng hãy nhớ rằng tiền chỉ là công cụ, không nên trở thành mục tiêu sống. Mặc dù bạn có thể đối diện với khó khăn và vất vả, nhưng hãy giữ vững lòng tự trọng và không quỳ xuống trước áp lực vật chất. Cuộc sống không chỉ là về việc kiếm tiền, mà còn là về việc giữ cho tâm hồn bạn thoải mái trong hành trình này. Hãy chiến đấu và nỗ lực, nhưng đồng thời hãy giữ vững những giá trị nhân văn của bạn. Đừng để bản thân bạn trở nên hèn nhát, và hãy giữ cho tâm hồn của mình luôn sạch sẽ và đẹp đẽ. Hãy tin rằng, khi bạn làm đúng, khi hành vi của bạn là đúng, sẽ đến lúc thời thế sẽ đồng thuận với bạn và mang lại phần thưởng xứng đáng. Nếu Giáp Thìn thực sự nghiêm túc với việc thay đổi cuộc đời, hãy tìm hướng đi đúng đắn. Đừng để bản thân bạn trở thành nạn nhân của hoàn cảnh. Hãy tìm đến lối đi đúng và dẫn đường cho chính mình. Hãy nhớ rằng, sự thay đổi bắt đầu từ bản thân bạn. Hãy luôn giữ vững niềm tin và hy vọng vào chính mình. Giáp Thìn hãy yên tâm rằng, bên cạnh bạn luôn có người thân bên cạnh, là những người bạn đồng hành,
Họ chia sẻ cùng bạn những trải nghiệm và học hỏi từ cuộc sống. Hãy là người lắng nghe và học hỏi từ những người xung quanh, bởi đôi khi câu chuyện của họ có thể là nguồn động viên quý giá. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, sự thành công không chỉ đến từ việc kiếm tiền, mà còn từ việc bạn làm thay đổi cuộc sống của mình và xây dựng lên một chương mới, một diễn biến mới. Hãy tận hưởng hành trình này để cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc và an yên. Mình Đường Tử Vi ở đây để nhắc nhở quý anh chị 1976 rằng năm 2024 không phải là năm nhàn tản với quý anh chị đâu. Sẽ có những nốt thăng trầm giáng bổng, bên cạnh đó lại có 4 tháng đại hạn mà quý anh chị cần nắm rõ để xoay chuyển vận mệnh, biến hung thành cát. Vậy 4 tháng đại hạn đó là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý anh chị nhé! Đôi nét về tính cách của tuổi Bính Thìn theo can chi ngũ hành. Theo Tử Vi thấy rằng, tuổi Bính Thìn với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Có thể nói những chú rồng 1976 sống bao dung, chân thành và vì vậy bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Ngoài ra, bản mệnh mang mệnh thổ biết tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng khi cần thiết họ rất kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Cũng giống những người tuổi Bính Thìn thuộc các mệnh khác, người tuổi Bính Thìn mệnh thổ có ý chí mạnh mẽ và tinh thần không ngại khó khăn, thử thách. Họ còn là người khá nhanh nhạy trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Nếu không được sao tốt tương trợ, người tuổi Bính Thìn mệnh thổ sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu được sao tốt tương trợ trong cùng mệnh, con đường công danh của họ sẽ rất thuận lợi, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Có thể nói rằng, quý anh chị Bính Thìn có đôi đường nét cổ kính và lựa chọn phóng khoáng. Nếu những dòng thời gian là những bức tranh, thì tuổi Bính Thìn chính là bức tranh rực rỡ, nơi mà mỗi nét vẽ đều đong đầy những cảm xúc sâu sắc và phức tạp của cuộc sống. Với sức mạnh của Thìn, tuổi này tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường đối mặt với mọi thử thách. Đôi mắt sáng lạng, bức tranh tâm hồn của chú rồng này không chỉ là những bức tranh đầy nghệ thuật, mà còn là bức tranh về sự kiên trì và định hình tương lai. Cô là nhân vật chính trong cuộc phiêu lưu của mình, không ngần ngại chèo lái con thuyền cuộc đời vào những cung đường mới. Với bản tính thông thái, những người này luôn đắm chìm trong sự tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Khả năng quan sát tinh tế giúp họ nhận ra vẻ đẹp trong những chi tiết nhỏ bé, từ bức tranh hoàng hôn trên bờ biển đến nụ cười trẻ thơ của một đứa trẻ. Với nữ mạng Bính Thìn có sức lôi cuốn không chỉ đến từ vẻ ngoại hình quyến rũ, mà còn từ trái tim ấm áp và tình cảm của mình. Cô là một người đồng hành trung thành, luôn sẵn lòng chia sẻ niềm vui và chia buồn trong những khoảnh khắc khó khăn. Sự nhạy cảm và biết lắng nghe giúp cô hiểu rõ hơn về những người xung quanh và tạo nên những mối quan hệ sâu sắc và bền vững. Không chỉ là người lãnh đạo xuất sắc trong công việc, quý anh chị tuổi này còn biết cách tận hưởng những giây phút bình yên và thư giãn. Trong thế giới năng động và hối hả, cô biết cách tạo ra khoảnh khắc riêng tư để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống. Đôi khi, cô rơi vào thế giới của mình, mơ mộng và đắm chìm trong những ý tưởng sáng tạo. Có thể nói cuộc sống của cả nam mạng và nữ mạng Bính Thìn là một cuộc phiêu lưu không ngừng, từ những kỳ quan của thế giới đến những góc khuất của tâm hồn. Bính Thìn mang đến không chỉ là sức mạnh và sự độc lập, mà còn là khả năng kết nối với những khía cạnh tinh tế của cuộc sống. Như một viên kim cương lấp lánh, quý anh chị sinh năm 1976 là hòn ngọc quý của thời gian. Bức tranh tính cách của họ là một kiệt tác nghệ thuật, nơi mà sức sống, tâm hồn và trí tuệ hòa quyện tạo nên một cuộc sống đẹp đẽ và ý nghĩa. Có thể nói Bính Thìn 1976 luôn mang trong mình nguồn động viên và nguồn lực vững chắc cho những người xung quanh. Đầu tiên ta cùng đánh giá tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, năm 2024. Có thể thấy rằng, năm mới đến với bản mệnh không mấy vui vẻ. Trong năm tuổi của mình, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh, thêm cả những tác động bất lợi trong năm cuối phạm tam tai nên hung cát xáo trộn, đường số gặp nhiều bất lợi và thách thức ở mọi phương diện cuộc sống. Người xưa có câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, cũng là vì lý đó. Cho dù bản thân người tuổi Bính Thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt thì cũng sẽ tỏ ra rất nhỏ bé trước những khủng hoảng, khó khăn to lớn mang tính khách quan của thời cuộc. Một số ít có thể rơi vào trạng thái uất, chán trường. Điểm báo tử vi cho thấy, nửa đầu năm 2024 có thể khó khăn chồng chất, thách thức không ngừng xuất hiện, nhưng nửa cuối năm vận thế sự nghiệp sẽ đảo chiều, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ. Khi thực hiện công việc sẽ khiến con giáp này được lãnh đạo ghi nhận, cuối cùng đạt được kết quả tốt, kèm theo đó là những khen thưởng xứng đáng, nên đừng vội nản lòng. Đánh giá từng phương diện, sự nghiệp. Công việc làm ăn bị ảnh hưởng về nhiều mặt, đặc biệt là trong năm nay bản mệnh đang phải đối mặt với những biến động không lường trước được. Các khía cạnh của công việc và kinh doanh đều chịu ảnh hưởng đồng đều.
tạo nên một cảnh đồng đội chững lại đầy thách thức. Với người làm công ăn lương, tiến triển bị đánh gián đoạn, tạo ra ít cơ hội cho sự phát triển và thăng tiến. Sức cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ hơn, đặt ra những bước đi đột phá để bảo vệ và khắc phục những thách thức hiện tại. Nếu nói đến đầu tư hay khởi nghiệp, chúng ta nên hết sức thận trọng và sáng tạo trong quá trình đưa ra quyết định. Việc lựa chọn đối tác là một phần quan trọng để đảm bảo sự thành công. Tránh bị lừa lọc và tiếp xúc với những tiểu nhân chơi xấu là điều cần phải hết sức cẩn trọng. Hãy giữ cho tâm trạng nhìn nhận linh hoạt và sáng tạo trong mọi tình huống. Dù khó khăn đang tăng lên, nhưng có lẽ đây chính là thời điểm quý anh chị cần phải hết sức thận trọng và tập trung vào công việc hiện tại của mình. Năm nay, việc mở rộng quy mô có thể không phải là lựa chọn tối ưu, nên quý anh chị cần phải chấp nhận và tìm kiếm những cơ hội mới, những hướng đi mà có thể tận dụng triệt để tình hình hiện tại. Lời khuyên chân thành cho quý anh chị Bính Thìn là hãy duy trì lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Mỗi thách thức đều mang theo một cơ hội mới và tinh thần lạc quan và linh hoạt sẽ giúp quý anh chị vượt qua mọi khó khăn. Đồng thời, tử vi khuyên bản mệnh hãy tập trung vào việc xây dựng mạng lưới xã hội và quan hệ chuyên nghiệp, vì đôi khi sức mạnh đến từ sự hỗ trợ của người khác. Dù cuộc đời nghề nghiệp có những thách thức, nhưng đó cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện sự sáng tạo và kiên nhẫn. Hãy nhìn nhận mọi tình huống như một bài học, và từ đó chúng ta có thể xây dựng sự vững mạnh cho tương lai của bản thân và tổ chức. Tài lộc, tài khí đang trải qua những biến động khó lường, khiến cho cuộc hành trình kiếm tiền ngày càng trở nên thách thức và gian nan hơn. Trước thềm những khó khăn đang chờ đón, quý anh chị cần phải đối mặt với những quyết định đầy trách nhiệm và sự sáng tạo. Trong bức tranh phức tạp của cuộc sống nghề nghiệp, quý bản mệnh nên tập trung vào những dự án đã bắt đầu nhưng đang chưa hoàn thành, nhìn nhận chúng như những cơ hội mới. Mở rộng quy mô hay đầu tư lớn là những bước đi cần phải cân nhắc thận trọng để hạn chế những quyết định đầy rủi ro trong thời điểm khó khăn này. Trong thời kỳ như vậy, hãy tránh xa những trò đỏ đen và sự cám dỗ của cá cược và đầu tư mạo hiểm. Chúng có thể là những con đường ngắn hạn dẫn đến lời nhanh, nhưng cũng mang theo những rủi ro không đáng có. Thay vào đó, tử vi khuyên quý anh chị cần phải tìm kiếm những cơ hội ổn định và bền vững, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Lời khuyên chân thành là cần phải xây dựng kế hoạch cẩn thận, từ việc lên lịch trình công việc đến việc quản lý tài chính cá nhân. Chi tiêu hợp lý và thông thái sẽ là chìa khóa để vượt qua thời kỳ khó khăn này. Hãy tập trung vào những ưu tiên quan trọng và lưu ý đến những chi tiêu không cần thiết có thể được cắt giảm. Cuối cùng, trong những thời điểm thách thức, hãy nhìn nhận mọi tình huống như là một cơ hội để phát triển, học hỏi và làm mới bản thân. Sự linh hoạt và lòng kiên nhẫn sẽ giúp quý anh chị vượt qua mọi khó khăn và tìm ra những hướng đi mới trong cuộc đời nghề nghiệp. Tình duyên, thái tuế rất bất lợi cho người độc thân, tình cảm nhiều giang dở bẽ bàng, người gặp nhưng không ở lại. Với các cặp đôi, tâm lý bất ổn của bạn có thể ảnh hưởng và gây khó chịu cho nửa kia, khiến căng thẳng leo thang, tranh cãi thường xuyên nổ ra, thậm chí đứt gánh giữa đường. Vợ chồng nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình yên vui, tránh tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang phá hạnh phúc. Sức khỏe, tử vi cho thấy sức khỏe của quý anh chị đang giảm sút rõ rệt, và điều này có thể do một số thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và nhiều thói quen khác. Ngoài ra, một số người đam mê bài bạc có thể liên quan đến vấn đề hình sự, vừa mất tiền vừa tổn hại danh dự. Tuy nhiên, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu, dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó. Sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu, nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Bính Thìn sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn nào trong năm Giáp Thìn, và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Đầu tiên, đó là tháng 3 năm 2024 âm lịch, tháng Mậu Thìn. Để phòng bị mất trộm đồ quý giá hoặc đi đứng bất cẩn gặp họa huyết quang, đi xa bất lợi, nội tộc có tin buồn đưa tới. Tháng 3 âm lịch, dưới tác động của cục diện tự hình cản lối, công việc của bản mệnh thường xuyên gặp phải cản trở. Bạn giữ những lối suy nghĩ quá cố chấp lại, không thích người khác xen vào việc của mình, không muốn nghe ý kiến đóng góp nên càng dễ lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng trong cuộc sống không ai có thể thành công một mình. Hãy mở lòng đón nhận ý kiến đóng góp từ người khác và hãy sẵn sàng thay đổi phương pháp làm việc của mình nếu muốn mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người làm ăn kinh doanh, bởi bạn bắt tay vào làm việc gì cũng khó, những kế hoạch làm ăn cũng tiến triển khá bấp bênh, có khi được lãi, nhưng có khi lại phải tốn tiền giải quyết các vấn đề phát sinh. Hãy luôn lạc quan và kiên trì, và đừng bao giờ sợ thay đổi. Bạn sẽ tìm ra hướng đi phù hợp trong khoảng thời gian này và sẽ đạt được những thành công mà mình mong muốn. Thời điểm này, bạn nên tìm một hướng đi mới để phá vỡ thế bế tắc, không nên tiếp tục đi theo những lối mòn từ trước đến nay.
Những lo lắng và muộn phiền trong công việc có thể gây tác động xấu đến mối quan hệ vợ chồng. Nếu bạn và nửa kia ai làm việc của người ấy không quan tâm và trò chuyện với nhau thường xuyên như trước kia, quan hệ của bạn sẽ dần trở nên lạnh nhạt và xa cách. Hãy dành thời gian cho nhau, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và những điều đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Hãy cùng nhau đối mặt với những thử thách và khó khăn trong công việc và hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua chúng. Điều này sẽ giúp bạn và nửa kia của mình cảm thấy gần gũi và đoàn kết hơn và giúp mối quan hệ của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc giữ gìn mối quan hệ của mình, hãy cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý hoặc các nhóm hỗ trợ. Họ có thể giúp bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề và củng cố mối quan hệ của bạn. Tháng xui xẻo thứ hai mà tuổi Bính Thìn cần chú ý đó là tháng 8 năm 2024 âm lịch, tháng Quý Dậu. Sức khỏe giảm sút, đề phòng đổ bệnh, các bệnh liên quan đến gan, thận hoặc túi mật, có thêm nguồn thu phụ, chi tiêu tài chính khá thoải mái. Một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Tuổi Bính Thìn khi bước sang tháng 2 âm lịch sẽ thấy có nhiều cản trở trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, đây là hậu quả bạn phải đón nhận khi mà chính bản thân bạn không chắc chắn về bước đường tương lai của mình để đưa ra lựa chọn kịp thời. Có điều trong tháng này, công việc của bản mệnh không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Con giáp này thiếu quyết đoán nên không đưa ra lựa chọn kịp thời, dẫn đến những tổn thất không lường trước được. Ảnh hưởng của kiếp tài cảnh báo về nguy cơ tốn tiền hao của trong thời điểm này. Tiền bạc thu về chẳng được bao nhiêu nhưng các khoản chi tiêu lại quá nhiều, khiến cho tuổi Bính Thìn khá vất vả để có thể cân bằng được tài chính. Bản mệnh cũng vì điều này mà lo lắng căng thẳng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, kém ăn, kém ngủ có thể gây suy nhược cơ thể cần chú ý. Tiếp theo, tuổi Bính Thìn cần phải chú ý, đó là tháng 11 năm 2024 âm lịch, tháng Bính Tý. Có lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, thu nhập gia tăng do cơ hội tăng lương, tăng thưởng hoặc có thêm nguồn thu khác. Tử vi thấy rằng, tháng mới quý anh chị tuổi Bính Thìn được quý nhân tam hợp nâng đỡ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Hãy chủ động và xông xáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên, mối quan hệ xã giao trong tháng không hài hòa, có thể nảy sinh mâu thuẫn, xung đột với cấp trên, ảnh hưởng đến sự tin cậy của họ dành cho bạn. Cần tiết chế cảm xúc nhiều nhất có thể, nhận để tiến lên phía trước chứ không phải lùi lại phía sau. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng bình ổn, áp lực tài chính không quá lớn, nên tuổi Bính Thìn có thể ung dung kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích, phong cách của mình. Với bản mệnh còn độc thân thì chi tiêu phóng khoáng hơn người có gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn ném tiền qua cửa sổ bằng cách mua quá nhiều món đồ xa xỉ để rồi lâm vào tình cảnh vay mượn. Và cuối cùng, tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Tiền bạc hao tổn nhiều, phần vì kinh doanh kém hay đầu tư thất bại, phần vì chi tiêu cho chữa bệnh của bản thân hoặc người trong gia đình. Xem tử vi tháng 10 của quý anh chị tuổi Bính Thìn cho thấy, vận trình có hung cát song hành, nhiều biến động bất lợi xảy đến khiến những chú rồng nhận thấy rõ sự lao đao và bấp bênh. Điển hình là tình hình công việc không lý tưởng do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy. Ngoài những khó khăn mang tính khách quan như biến động thị trường, thị hiếu khách hàng, bản mệnh còn phải đối mặt với những mâu thuẫn, lục đục nội bộ, cảm giác vừa chống thù trong, vừa phải lo giặc ngoài vô cùng mệt mỏi và đau khổ. Thương quan cản trở điều này khiến cho bản mệnh khó có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Những khó khăn không ngừng nảy sinh ngoài dự kiến, khiến cho giáp này vất vả xoay sở và đấu tranh. Tuy nhiên bù lại, tử vi cát tinh soi chiếu lại mang đến cho bản mệnh một vận trình tài lộc rất đáng mơ ước. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả khi tài vận trong tháng khá sáng, có thu hoạch nhất định, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và đầy đủ năng lượng để đối mặt với những thách thức trong công việc và cuộc sống. Thời điểm đầu tư sinh lời lớn, tuổi Bính Thìn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Đôi lúc một chút mạo hiểm sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận bất ngờ đấy. Tình hình sức khỏe trong tháng cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, stress, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè để được giải tỏa tâm lý. Vâng, thưa quý anh chị, ngoài những tháng có nhiều vận hạn đen đủi kể trên, tuổi Bính Thìn cũng sẽ có những tháng gặp nhiều may mắn trong năm 2024 Giáp Thìn. Hãy cùng xem những tháng đó là tháng nào nhé. Đầu tiên đó là tháng 4 năm 2024 âm lịch, tháng Kỷ Tỵ. Xuất hiện quý nhân xử lý tình huống cấp bách, thiệt hại về tiền bạc không đáng kể, có thêm nguồn thu nhập phụ, tiền bạc không quá khó khăn. Công việc tháng này có nhiều thăng trầm mang lại cho bạn khá nhiều cảm xúc,
Nhưng nếu bạn biết lên kế hoạch và nhìn nhận vào thực tế của tình hình sẽ đủ khả năng điều chỉnh sớm cho phù hợp. Vì thế, không có gì phải quá lo lắng cả. Đường tài lộc tháng 4 âm khá lý tưởng do được thần tài che chở. Chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Đường tài lộc của tuổi Bính Thìn trong tháng 4 năm 2024 sẽ có những biến chuyển theo hướng tích cực, nhất là về thứ tài. Thời điểm cuối tháng vận trình sẽ thịnh vượng vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể ngờ tới. Dù là người độc thân hay đã có đôi, thì trong tháng này tuổi Bính Thìn cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Đào hoa vượng bản mệnh thường xuyên nhận được sự chú ý của những người khác phái. Người độc thân đứng trước nhiều lựa chọn cần phải tỉnh táo để tìm người thực sự phù hợp với mình. Với những bạn đã có đôi, cần giữ khoảng cách với những người khác phái xung quanh mình, đừng dễ dàng dao động. Tháng may mắn tiếp theo, đó là tháng sau năm 2024, tháng Tân Mùi. Vực dậy tinh thần, ý chí kiên định giúp quý anh chị có được một vài mối làm ăn tốt, kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc ít nhiều, càng về cuối tháng càng được lộc. Xem tử vi tháng mới của 12 con giáp cho thấy, thời điểm này đem lại nhiều điều tốt đẹp đối với người tuổi Bính Thìn, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh. Trong sự nghiệp, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, bản mệnh là người nuôi cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Nếu bạn giữ được tinh thần làm việc xuất sắc và không quá ham vui, bạn có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Chính quan cho thấy bạn có thể được thăng chức, cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Trên phương diện tài lộc, bạn không nên chủ quan lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, âm sát cho thấy bạn cũng không thể lơ là trong bất cứ công việc nào. Khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nếu không dễ bị vướng vào trò lừa đảo của những kẻ xấu bụng. Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng và đề phòng những người không trung thực. Phương diện tình cảm, nhờ có các tinh thái âm độ mệnh, nên bạn cũng được đón nhận khá nhiều tin vui. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng nữ mệnh thì đào hoa hơn hẳn nam mệnh. Bạn nên nắm bắt cơ hội này để tìm một người như ý, song cũng không nên quá dễ dãi để kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng tình cảm. Vâng, kính thưa quý anh chị Bính Thìn thân mến, tức giận chính là bài kiểm tra chính xác nhất đối với nhân cách thực sự của một con người. Nếu muốn hiểu rõ ai đó thì bạn nên quan sát họ vào lúc tức giận, bởi đó là lúc mà con người ta dễ bộc lộ ra bản tính thật của mình. Qua đó chúng ta có thể thấy được nhân phẩm cũng như giáo dưỡng của họ. Khi mới tốt nghiệp, tôi vào làm việc trong một công ty truyền thông văn hóa và quen biết Lý Tư. Cô ấy vào làm ở công ty sớm hơn tôi, nhưng không hề có thói ma cũ bắt nạt ma mới. Trái lại còn đối đãi với tôi vô cùng nhiệt tình. Ở nhà làm cơm cũng thường hay mời tôi tới ăn cùng. Những việc làm của cô ấy khiến tôi thấy rất cảm động và ngày càng cảm thấy quý mến cô ấy nhiều hơn. Thêm vào đó, vì tuổi tác chênh lệch cũng không quá lớn, nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau này, công ty có một vị giám đốc nhân sự mới, vừa tới đã thiết lập những quy tắc mới. Trong đó quy định đi làm muộn hoặc chơi điện thoại trong giờ làm việc thì sẽ bị phạt tiền. Quy tắc mới được áp dụng ngày đầu tiên, Lý Tư đã bị phạt do dùng điện thoại trong giờ làm việc. Vì thế, trên đường tan làm về nhà, cô ấy cực kỳ tức giận. Suốt cả đường đi đều mắng chửi vị nhân sự kia bằng đủ mọi lời khó nghe. Tôi liền khuyên cô ấy bỏ qua đi bởi dù cô ấy có chửi mắng thêm nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại, cô ấy mắng người khác trên đường như vậy sẽ tự tổn hại tới hình tượng của chính mình. Thật không ngờ, Lý Tư lại nổi cơn thịnh nộ với tôi và nói rằng cô ấy quen biết tôi là việc làm thật mù quáng. Cô ấy còn trách tôi đã không nói giúp cô ấy, lại còn đứng về phía vị nhân sự kia. Lúc ấy, tôi sững sờ cả người và cảm thấy Lý Tư đang đứng trước mặt mình thật quá xa lạ. Trước nay chưa từng quen thân. Có người nói rằng trên thế giới này có hai thứ không thể nhìn trực tiếp, một là mặt trời và hai là lòng người. Bởi lẽ ánh sáng của mặt trời quá chói mắt, còn lòng người thì khó lường. Nếu muốn nhìn thấu được một người, ngoại trừ chờ đợi theo thời gian thì chỉ còn cách quan sát họ vào lúc họ mất kiểm soát cảm xúc của mình. Sự vui vẻ hay lương thiện có thể giả vờ, nhưng cơn giận dữ sẽ đốt cháy tất cả vỏ bọc giả tạo và phơi bày ra những điều sâu kín nhất trong nội tâm của mỗi con người. Vì khi tức giận, con người ta thường sẽ dễ mất lý trí, khả năng kiểm soát cũng như năng lực che đậy bản thân. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ về những tháng đại hạn trong năm 2024 mà quý bản mệnh tuổi Bính Thìn cần chú ý để tiền bạc được an toàn, công việc được hanh thông thuận lợi. Kính chúc anh chị bước sang năm Giáp Thìn gặt hái được nhiều thành công và tài lộc anh chị nhé. Hãy đăng ký miễn phí kênh để theo dõi các video mới nhất về lá số tử vi của mình mỗi ngày quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.